Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm cộng với nhu cầu điện tăng trưởng cao, đặt ra áp lực cho việc đảm bảo nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất của các nhà máy điện khí. Việc nhập khẩu và cung cấp LNG cho sản xuất điện trong các đợt cao điểm nắng nóng những năm qua đã cho thấy vai trò quan trọng của LNG, nguồn nguyên liệu bổ sung cho sản xuất, đặc biệt là sản xuất điện trong tương lai. Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của LNG, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam nói chung, Tổng công ty khí Việt Nam PVGas nói riêng, trong những năm qua luôn cố gắng đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng, góp phần đảm bảo an ninh cung ứng điện. PVGas đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới. Đối với công tác vận hành, doanh nghiệp đã chủ động rà soát điều kiện kỹ thuật của hệ thống hạ tầng vận chuyển, chế biến và phân phối khí, đảm bảo độ tin cậy sẵn sàng của hệ thống gần như tuyệt đối. Để nhà máy làm việc an toàn đảm bảo thì trước mỗi ca trực thì ca vận hành sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị trong kho trên một cái biên bản an toàn đầu ca. Sau đấy thì trong quá trình trực ca thì cứ 2 tiếng một lần thì anh em vận hành viên sẽ đi kiểm tra lốc xít cũng như là kiểm tra toàn bộ các thiết bị trong kho. Ngoài việc tuân thủ những nội quy quy định rất là nghiêm ngặt trong môi trường công trình khí cũng như môi trường dầu khí thì bản thân mỗi vận hành viên làm việc tại kho cảng Thị Vải đều tập trung tối đa cũng như là làm việc hết những cái trách nhiệm. Đối với công tác nhập khẩu và cung cấp LNG, mặc dù các cơ chế chính sách liên quan đến nhập khẩu, phân phối và tiêu thụ LNG cho các nhà máy điện còn nhiều vướng mắc, đặc biệt cơ chế mua bán của LNG, cước phí tồn trữ và tái hóa. Tuy nhiên, PVGas đã chủ động phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN để bắt đầu cung cấp LNG cho sản xuất điện. Việc đưa kho cảng LNG trung tâm tại Thị Vải và vận hành và khai thác có 3 ý nghĩa hết sức là quan trọng đối với tổng ty. Thứ nhất là đảm bảo năng lực cung cấp khí cho sản xuất điện. Ý nghĩa thứ hai là bước đầu hiện thực hóa hành trình năng lượng xanh của tổng công ty hướng đến là mục tiêu giảm phát thải ròng về không theo cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26. Và ý nghĩa thứ ba là tạo động lực tăng trưởng cho PVGas trong thời gian tới với cái sự chuyển dịch từ cái mô hình kinh doanh năng lượng truyền thống sang kinh doanh năng lượng tích hợp. Trong nửa đầu năm 2024, PVGas xác định các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, cần nỗ lực quyết tâm tập trung cao độ, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định, hiệu quả và tăng trưởng so với cùng kỳ. PVGas đã chính thức đưa công trình kho LNG Thị Vải vào kinh doanh, nhập khẩu phù hợp với tình hình mới và thông lệ kinh doanh quốc tế. Nhờ đó hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được tập đoàn giao. Doanh thu toàn PVGas 6 tháng đầu năm 2024 đạt 64,5 ngàn tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ và xếp thứ hai trong tập đoàn. Trong năm 2024 thì kho cảng PVGas Vũng Tàu là vừa vận hành và vừa phối hợp triển khai các dự án mới của tổng ty tại kho cảng PVGas Vũng Tàu. Và trong tháng 7 năm 2024 vừa rồi thì kho cảng tiếp tục tiếp nhận và đưa vào vận hành cái dự án kho chứa LPG mới. Đó là cái tiền đề để tổng ty khí thu xếp để cho cái việc mà đủ cái hạ tầng để phát triển nâng công suất của cái kho chứa LPG 1 triệu tấn lên 3 triệu tấn trong thời gian tới. Xác định việc vận chuyển LNG bằng đường sắt cũng mở ra tiềm năng cho các hình thức vận tải đa phương thức, kết hợp giữa đường biển, đường bộ và đường sắt, tạo ra một hệ thống cung ứng năng lượng toàn diện, linh hoạt và bền vững. Vừa qua, PVGas đã chính thức xác lập những kỷ lục đầu tiên của ngành công nghiệp khí, đó là lần đầu tiên tổ chức vận chuyển thành công 16 bồn ISO tank LNG ra Bắc và lần đầu tiên bằng đường sắt, lần đầu tiên phối hợp vận chuyển LNG trên chặng đường lên tới 1.700 km, an toàn, đúng tiến độ, đạt đến những tiêu chuẩn quốc tế. Đối với phương án vận chuyển bằng đường sắt này, ngay từ ban đầu chúng tôi đã nghiên cứu rất là kỹ lưỡng về phương án vận chuyển. Và lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng là có rất nhiều khó khăn, nhưng trong quá trình chuẩn bị và làm việc với đối tác là đường sắt thì công tác vận chuyển cũng được thuận lợi và an toàn. Miền Bắc hiện nay là cái nhu cầu năng lượng rất là cao và chúng tôi sẽ đưa các cái ISO tank này bằng đường sắt là phương án tối ưu nhất hiện nay và chúng tôi trong thời gian tới tiếp tục sử dụng các cái chuyến tàu sắt như thế này. Thực hiện chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam,
trong đó công nghiệp khí được coi là nền tảng phát triển của Petro Việt Nam. PVGas tự tin sẽ là đại diện dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam hướng đến thị trường năng lượng bền vững và cạnh tranh. Trong thời gian tới, song song với việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nhập khẩu, tồn chứa LNG, doanh nghiệp quyết tâm tiếp tục đổi mới mô hình, triển khai mô hình kinh doanh năng lượng và từng bước tham gia vào chuỗi cung cấp khí làm nguyên liệu cho các tổ hợp hóa dầu tại Việt Nam.